Rồi ok xin chào các bác Thì đây là cái con LG Wing của em Thì cái cơ tiếp này ấy, Đang được quay bằng cái con LG V50 Bản Hàn nhé Thì trước đây ấy, Cái con LG Wing này ấy, Khi mà thời nó còn Android 10 ấy, Thì khi mà vào cái cái đặt này ấy, Em thấy là nó có chỗ để mà kiểm tra được cái Cái lệnh để test áp suất ấy. Cái lệnh này này Thăng sao 5 À quên Ở 46 46 ba Sao thăng 100 Đây là lệnh test của con Wing nhé ở dấu thăng đó thì khi mà vào cái device test này này đấy ở trong phần menu test này này thì đấy ở cuối cùng này này khi mà thời Android 10 ấy, thì nó có cái chỗ để test áp suất nhưng mà khi mà lên 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 Android 11 ấy, thì nó đã bị mất rồi và cái thời 10 đấy khi mà em test áp suất ấy, thì nó không nhảy nhé nó không nhảy một tí nào à, thì các bạn có thể xem lại clip mà em trên tay con Wing này thì thời đấy ấy, thì là ở nơi 10 thì nó nó không nhảy tí nào luôn đấy nhưng mà khi mà lên đến mười 11 này các bác có thể thấy này vào phần này phần này thì vẫn không có phần test suất nhé nhưng mà vào cái phần auto test này đó bác nhìn thấy không thì nó lại có phần áp suất đấy cái barometer này và khi có nhấn nhé các bác nhấn nó cũng nhảy nhé đây này các bác nhìn em nhấn này nhấn các bác bóp nhé nó đang là 8,87 nha đúng không em bóp này 1 2 và đấy các nhìn thấy không nó lên chín phẩy mấy đấy đó nó lên chín phẩy mấy đấy các nhìn cái con số thông số nó nhảy này tăng tám phẩy tám bảy đúng không bó phát lên chín chín phẩy mấy luôn đó và đây em có thể là test ở ngoài kia có một app khác em test cho các bác xem chờ người ta cái này phát đó và em tải một cái app cbuz uh, cbuz này cũng được này các bác cũng có thể test bằng cái app cbuz này cũng được nhé vào phần sensor này sensor này đấy thì các bác để ý cái phần Ở rồi đây này cái vật đất xua này đấy cái vật đất xua này có nhìn thấy không vật đất xua thì nó đang phần đang là 1008.9 này đây có nhìn thấy không để cho tay em này đấy thế bóp thì nó cũng nhảy nữa nhìn này bóp đấy nó nhảy lên chín chấm mấy đấy đó, đó. Thì <laughs> đây là một cái sự việc nó không đúng một tí nào Tại vì các bạn biết rồi đấy Cái con LG này ấy, Thì cái camera của nó đây này Nó thò thụt Đây Nó hở Nó hở như này cơ mà Nó hở chống ở hoác ra như này cơ mà Đấy Thì làm sao mà có thể nó Nó có thể nó có áp suất được Nó áp suất ở đâu Đấy cho nên cái áp suất ấy nó Bây giờ hiện tại nó một là một cái mà nó rất là mông lung mà nó thực sự là không đáng để các bác phải phải vật lộn phải vất vả về nó áp suất nó không quan trọng nữa đâu đấy wing mà có áp suất thì các bác hiểu <laughs> đấy, đấy cho nên các bác các bác nào dùng wing ấy, thì các bác tự test xem xem là wing nó có áp suất như em không nhé thì cho nên là hiện tại bây giờ lg thì nó cũng chẳng còn gì để mà nói nữa rồi nhưng mà còn rất nhiều người vẫn tin vào cái áp suất áp suất để làm gì nữa các bác đừng tin áp suất nữa vì bây giờ uh doang rồi các thứ đều có để có thể làm lại áp suất cho các bác được bình thường luôn thậm chí áp suất mạnh cũng muốn có luôn đấy. Cho nên là các bác đừng tin quá vào áp suất nữa nhé. Quan trọng bây giờ ấy, nó là máy nó phải, nó phải 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 ngon dùng các chức năng bình thường nó hàng ngày nó ổn là được chứ còn thực sự là bây giờ các bác mua những con máy eo gì mà các bác cứ đòi phải đẹp phải zin thì nếu nhiều đẹp ấy, thì các bác nghĩ ấy một con máy nó ra tầm như con V50 chẳng hạn, G8 nó ra gần 4 năm rồi. Mà các bác đòi máy nó đẹp thì làm sao máy đẹp được? Đẹp ở đâu ra? Đó là chẳng nhẽ người ta mua về người ta không dùng để trưng bày à? Người ta cất tủ à? Thì không có đâu nha các bác. Các bác đừng có hy vọng là máy đẹp mà mà nó còn zin tất cả luôn. Nhiều khi họ cũng phải mong mát lại chút để bán cho nó tốt chứ bây giờ chẳng nhẽ máy nát quá thì bán không được. Quan trọng là máy nó dùng ổn định các chức năng bình thường và cái chế độ bảo hành nó, nó tốt ý, là được thôi chứ còn bây giờ các bác mua gì thì cố gắng là chọn cái nơi mà nó bảo hành tốt đấy. đấy các bác có thể là ví dụ gặp lỗi này lỗi kia người ta còn làm cho người ta còn bảo hành cho chứ đừng đừng có có, có mua cái máy đẹp quá đẹp quá thì cũng cũng tốt đấy nhưng mà thực ra thì thực ra thì cái linh kiện của LG gì nó giờ hiện tại là là là, là nó, nó cũng rất là nhiều không sợ không thiếu linh kiện đâu và thậm chí là linh kiện của LG nó không có cái hàng fake hàng lởm quá như của iPhone hoặc Samsung đâu cho nên các bác yên tâm kể cả hàng đã thay linh kiện rồi dùng vẫn ổn các bác nhé thay linh kiện thay thay mặt kính thay lắp lưng rồi thay đủ thứ luôn nó vẫn là hàng tốt quan trọng là thợ tay nghề như thế nào thôi và khi mà thay xong cái thứ rồi thì dùng nó có ổn định hay không thôi đấy cho nên cần cái cái thời gian bảo hành nó lâu lâu tí thì các bác mới 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 biết được chứ còn các bác cứ đòi đẹp mà 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 zin thì em thấy là nhiều khi không có đâu nhé đấy cho nên các bác chú ý nhé áp suất đừng có tin nữa rồi ok chào các bác